Sau mình mới bay drone một vòng quanh khách sạn để lấy mấy cảnh từ trên cao coi có đẹp không. Hey, chào buổi sáng các bạn. Thì sáng nay lúc mình mới ngủ dậy thì mình lên mạng mình đọc được rất là nhiều comment nói về là video ngày hôm qua thì nó hơi bị rung một chút xíu. Thì phải nói là lâu lắm rồi mình không edit cái vlog kiểu này, thành ra là lúc mà mình edit mình hơi có với cả same day edit nữa, tức là edit sáng mình quay rồi tối là có video liền á, thì mình hơi bị ẩu cái khâu hậu kỳ á. Thì ngày hôm nay mình sẽ edit cẩn thận hơn và cái kỹ năng cầm máy của mình nó hơi bị chủ quan, tại vì mình hơi bị không có cẩn thận ở việc cầm máy lắm, thành ra nó hơi bị rung. Thì mình sẽ cẩn thận hơn ở cái khâu đó để các bạn không cảm thấy là hơi bị khó chịu khi mà xem video. Sáng ngày hôm nay thì dậy sớm bay vòng vòng drone ngửa quanh khách sạn nơi chứ chẳng có làm gì. Tại trời cũng nóng quá. Florida bây giờ trời nóng kinh khủng luôn. Thành ra hôm nay vợ chồng mình cũng hủy cái chuyến đi SeaWorld. Tại vì có ticket rồi nhưng mà cái ticket này đến tận tháng 9 mới hết hạn lận. Thành ra mình có thể đi lúc nào cũng được. Tại vì ở đây cách nhà 2 tiếng cũng không xa lắm. Thành ra mình cũng không có vội để mà đi. Xong rồi hôm nay thì chắc là chơi ở trong khách sạn vòng vòng, xong rồi đi ra ngoài ăn uống đi mall. Thì có gì mình sẽ quay một số cảnh ở ngoài mall, mua sắm hay là có deal gì thì mình quay linh tinh cho các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ thích video ngày hôm nay. Let's see what we have today. Let's go. Bây giờ thì đi xuống hồ bơi. Let's go baby. Thank you. Trời ơi, nó ngựa nè. Đứng trước gương nó ngựa nè. Look at you. Look at you. Oh my god. Okay, let's go. The other one. Down. Down the wall. Oh my god, this is the scariest moment. Nhìn bé, nhìn bé. You get the tower. I swear. You see my background? Đang mưa lớn quá, thành ra mình đang bơi ở dưới hồ bơi mà bị đuổi lên. Đang định đi đạp vịt ở ngoài hồ nữa cũng bị đuổi lên luôn. Thế là bây giờ tất cả phải lên phòng. Thì bây giờ đang lên phòng thì đang có game Argentina với cả Nigeria. Thì lên cổ vũ cho Messi. Hy vọng là Argentina sẽ vào vòng sau. Chả biết sau này trời có bớt mưa thì xuống bơi tiếp không thì đi mò. Đến giờ con baby nó cũng buồn ngủ nữa. Ok, let's see. Sự Argentina giành chiến thắng. Nào, Messi luôn. Ok, bây giờ đi xuống nhà chơi một lúc.
Chết mẹ lên dốc. Anh một tay anh giữ nó cũng được. Hey. Nhà mình đang đi. Chờ anh giúp anh đẩy cho. Oh my god. Quay đi. Mami trình bày. Cây lắm. Yeah. So nhà mình đang đạp xe. You having fun baby? Cái dư mày ta đạp của mình. I feel like chỉ có bên đó work thôi. This wheel is not working at all. Yeah, cái này là chỉ tượng trưng thôi nè. Look at that. You, okay. you on the right side, Ben. Thấy okay. Cái cây đó không? Có đèn như thơm lại không chắc? Mẹ khoái trời ơi, mẹ khoái. Nên đi ngồi bên đó là đúng rồi. Bên đây là... So, bây giờ nhà mình đi ăn lẩu. Mình là tiệm lẩu, kiểu là bán truyền. Con đang làm gì vậy? Con đang làm gì vậy chó? Yeah. Thì là... Hay là all you can eat, ăn cái gì cũng được. 2-hour limit. You cannot eat more than 2 hours. Baby? Không được ăn quá 2 tiếng. Wow. Nhiều chuyện. Hiện giờ thì mình đang ở mall. Mới ăn xong, no quá. Bây giờ thì đi mall vòng vòng xem có gì mua không. Lát nữa sẽ vô tiệm là Adidas với Nike. Baby đang ngủ sữa. Mình đang shop. 30% off Adidas. Xem có gì hay. Alpha Bao on sale 85 đồng còn 49 đồng. So $49 and additional 30 or that's not it? On the yellow one, no. That's 30, okay. Yeah. That's it. Mình chưa dùng cà phê nhá. Alpha Bao mà. Thế đi cà phê. Em phép. Còn hơi cứng. Nah, it's kind of hard. I hope our Alpha Bar is comfortable. Once I started wearing Boost, man, I don't wear shit else. Đồ này hôm trước có bạn hỏi về những review đôi này. Tiếc lắm có sai, toàn sai nhỏ thôi. 30% off, ok. Mấy đôi NMD bây giờ hết thời rồi. Để mua mua on sale mà vẫn còn đầy sai, không thể mua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn. Unique Runner 119 30% off. Còn 119 0.70 $83. Not bad. Đây là Porsche. Đây này đợt thời gian trước cũng rất là nhiều bạn quan tâm. Ngoài ra cũng 30% off. 89 đồng mà 70 đô la Mỹ là 30%. Nghe giờ tiêu ấp vân nè, $100 30% là còn 70, còn 2 màu. Anh xem rồi mình thích nhất đây rồi. ACE pre-control cho bút đây mình cực thích luôn. Một số đôi này trước khi nó ra nhiều là rất là mắc. Hồi đó mình định mua đôi này giá $700 bây giờ nó bị sốc quá trời. Còn $149 và 30% off mà không ai thèm mua. Cái Nike bây giờ mình thấy được nhiều. Đi
Nike Free. Giá tùy theo là 150 còn 70. Con này là đôi là cực kỳ êm và cực kỳ mềm luôn. Mình có đôi này mình đôi được 3 năm, gần 3 năm rồi mà trời nó hư, nó hư. Con là steel, đôi mà cover 75 đồng còn 29 đồng nhé. Mình đang ở tiệm Parks and đây là tiệm bán đồ streetwear. Đây là đôi Reebok. Con này giống đôi Calabasas. Đây thì có một số đôi Old School Van. Continental 80. Đây này là giống hết như đôi Calabasas nhưng mà không có hiệu gì gì, nhìn hơi rẻ hơn. Mình rất là thích quần jean của cái hiệu này, tại vì là good deal nhưng mà cũng bao nhiêu đơn hàng off. Quần jean của em này rất là nhiều luôn. So that's it for today. Thì ngày hôm nay đi ăn xong rồi thì trời mưa quá, thành ra mình phải chạy vào mall và lo cho con cái. Thì vợ mình cũng đi mua đồ, mua sắm đồ cho người nhà, thành ra mình cũng phải ngồi mình trông con. Mình không có thời gian mà mình đi vòng vòng mình mua đồ và quay video để giới thiệu các bạn. Thì mình có vào tiệm Adidas với tiệm Nike quay một ít, nhưng mà thực sự mà nói không thích cái mall này lắm. Tại vì cái mall này toàn là tourist, tức là những cái người đi du lịch. Tại vì cái thành phố Orlando này là thành phố của dân du lịch. Nó có hai cái công viên rất là lớn, đó là Disney World and Universal. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều các khu giải trí khác nữa. Thành ra nó thu hút rất là nhiều những cái khách du lịch trên toàn thế giới về đến đây. Thì cái mall này hầu như là nó bán cho người du lịch. Mà bán cho người du lịch là thực sự là nó không có quan tâm là cho mày good deal hay không. Thì nó để giá bán đó thì ai mua thì mua. Thì thực sự là cái mall này nó chỉ good khi mà những dịp lớn như là Black Friday thì nó rất là on sale lớn. Chứ còn dịp bình thường thì tùy vào tiệm. Hầu như tất cả thời gian mình đi vô tiệm Adidas hay Nike ở Orlando, Nike thì ok, còn Adidas là gần như mình không bao giờ mình mua được cái gì hết. Tại vì giá của nó gần như là y nguyên, nó chỉ có 25% hoặc 30% off. Thành ra là thực sự để mà gọi là có steal deal thì not really, không có nhiều đâu. Thành ra cái mall mà mình hay đi ở gần nhà thì mình mua được rất là nhiều good deal. Mà loại Human Race hay là Original hay là Reading Champ, mấy cái bản collab của Adidas rất là good deal ở đây luôn. Còn ở đây thì không hề có cái deal nào hết. Mình đi mình bới đồ mà nhiều lúc đồ đạc của nó vứt lung tung luôn, sai mà mình giống như đồ đổ đống như nó, mình chẳng thích. Mình xem mà mình cũng thấy chán rồi. Thành ra mình cũng cả tỏ ra là khá là mệt mỏi. Ngày hôm nay mình cũng không có quay được gì nhiều lắm. Thành ra mình nợ các bạn một lời xin lỗi về cái lời hứa hồi sáng là mình nói là mình sẽ quay video về shopping. Có gì khi nào mà mình rảnh thì mình sẽ đi cái mall gần nhà mình và mình làm cái video về đi shopping around với các bạn. Ok, đó là tất cả những gì mình nói ngày hôm nay. Thì nếu ngày mai mình có gì hay thì mình sẽ quay tiếp. Còn nếu mà không thì chắc mình relax, nghỉ một ngày để enjoy với gia đình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.